1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 số 0. Tí nữa nó mới hiện này. Đây rồi. Trời ơi, 100 triệu. Nhìn thấy chưa? Nó là 100 triệu thật. Đang livestream, Đỗ Missy đứng hình mất vài giây vì được fan donate hẳn 100 triệu đồng. Sự thu hút của Đỗ Missy liên tục tăng lên trong thời gian vừa qua, chưa bao giờ hạ nhiệt. Trên những livestream của mình, anh chàng thường xuyên nhận được những màn donate vô cùng khổng lồ từ người hâm mộ. Mới đây nhất, trên sóng livestream tối ngày 28 tháng 12, Đỗ Missy bất ngờ được một tài khoản tên là ML gửi tặng 100 triệu đồng. Kèm theo đó là một dòng chú thích: chung tay cùng kênh chat FA, món quà nhỏ cho các bé vùng cao. Trước đó 10 phút khi phát hiện ra có người donate cho mình 100 triệu đồng, thì Đỗ Missy đã thể hiện cảm xúc không thể tin được. Anh chàng đứng hình mất vài giây, sau đó nói với mọi người mình nhìn thấy tận 8 con số 0. Nhiều người hâm mộ còn tưởng anh đang đùa, thế nhưng sau đó anh khẳng định đây là sự thật và cùng mọi người chờ khoảnh khắc ấy xuất hiện trên bảng thống kê. Được biết số tiền của mọi người donate thời gian này đều được anh dùng đi làm từ thiện. Chính vì thế không quá khó hiểu khi những livestream gần đây, số lượt donate dành cho Đỗ Missy vô cùng lớn. Mỗi năm anh đều dành toàn bộ những số tiền mình được người hâm mộ ủng hộ cho mình trong tháng 12 để thực hiện nhiều dự án ý nghĩa ở khắp Việt Nam. Nam streamer còn tiết lộ ngoài những điểm trường được xây, anh chàng còn trích tiền túi ra để góp vào quỹ xây nhà tình nghĩa cho những trường hợp khó khăn tại Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Không những thế, anh còn khẳng định rõ ràng tổng chi phí từ các chuyến thiện nguyện xây dựng 5 điểm trường là trích từ quỹ do người hâm mộ của anh chàng donate. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.